Những năm tháng không thể nào quên. Hồi ký Chiến trường ca. Lính sư đoàn bộ binh 4. Tác giả Nguyễn Khắc Tòa, cựu chiến binh. Tập 9. Đầu tháng 12 năm 1980, toàn bộ sư đoàn được bổ sung quân. Sư đoàn phân về cho đại đội tôi gần 30 đồng chí. Trung đội tôi được 8 chiến sĩ. Còn số trung đội lên 19. Bổ sung không nhiều nhưng cũng thấy ấm lưng. 8 tân binh đủ ở các miền quê Nam Bộ, người thì Bến Tre, người An Giang, người Đồng Tháp. Tới đây tất cả quý nhau hơn anh em một nhà. Thêm một tay súng, thêm niềm tin chiến đấu ở chiến trường. Các tân binh mới đã qua gần 3 tháng huấn luyện nhưng chưa trải qua chiến đấu. Những ngày không đi truy quét, trung đội thay nhau hướng dẫn cách sử dụng tất cả các loại vũ khí. Học xong, chúng tôi cho bắn các loại đạn thật, đạn của bọn địch thu về sau mỗi lần truy quét nên tập bắn vô tư. Nhìn chung lính mới chỉ cần vài lần truy quét gặp địch là trở thành lính cũ ngay, không học ở đâu nhanh bằng học ở chiến trường. Cuối tháng 11 và tháng 12 năm 1980, mặc dù ta tăng cường truy quét, lực lượng của chúng không giảm mà lại tăng lên, do chúng được hậu thuẫn mọi mặt từ Trung Quốc và một số nước. Chúng có điều kiện tập hợp lại những đơn vị tan rã trước đây và tuyển mộ lính mới. Các trận đánh cấp đại đội trở lên liên tục diễn ra. Theo thông tin từ các anh cán bộ đại đội, bọn Pol Pot học theo chiến thuật của ta. Đầu năm 1979, với ý đồ nhử ta vô sâu đất của chúng rồi tìm cách chia, cắt, bao vây, tiêu diệt. Nhưng không ngờ, gậy ông đập lưng ông, ta đồng loạt tấn công trên tất cả các hướng, đánh thẳng vào đầu não của chúng là thủ đô Phnom Penh, làm cho chúng bị bất ngờ, trở tay không kịp, buộc thầy trò Pol Pot phải bỏ của chạy lấy người, lên tàu hỏa rút về biên giới Campuchia Thái Lan. Chính vì vậy mà chúng khôi phục lại lực lượng rất nhanh. Cũng phải công bằng mà nói rằng tập đoàn lãnh đạo Pol Pot không phải là dạng vừa. Không biết chúng tuyên truyền người dân và binh lính của chúng như thế nào mà một bộ phận lớn vẫn cuồng tín theo nó, và không hiểu bằng cách nào chế độ tàn bạo đó vẫn được Liên Hiệp Quốc bình vực nâng đỡ. Cũng nghe mấy anh cán bộ tiểu đoàn đại đội nói với nhau, lãnh đạo nhà nước ta rất sáng suốt. Nếu như cuối năm 1978, đầu năm 1979 ta đuổi chúng qua biên giới rồi lại rút quân về, thì cuộc chiến tranh biên giới giữa ta và tập đoàn Pol Pot không biết đến bao giờ mới kết thúc. Vì đứng sau bọn Pol Pot là rất nhiều nước cùng nhúng tay vào. Cuối năm 1980, sư đoàn bộ chuyển về thị xã Cô Công, cách nơi ở cũ chừng 18 km. Thị xã Cô Công được bao quanh bởi sông suối, các bãi sình lầy, những cây sú vẹt mọc tùm. Đường vào thị xã có một con đường chính là lộ 48 ở hướng đông bắc. Từ ba phía tây, bắc và đông, cách 4 km đến 6 km là các dãy núi có độ cao khoảng 80m đến 200m. Thị xã cách biên giới Thái Lan nơi gần nhất chừng 12 km. Đường biên giới chạy dọc theo các điểm cao. Nhìn chung địa hình nơi đây hiểm trở, làm sơn chứng khí, rất khó khăn cho ta bày binh bố trận. Thời đó lính sư 4 có mấy câu thơ gần như ai trong sư đoàn cũng thuộc. Cô Công nước độc rừng thiêng, lính sư 4 sốt không kiêng anh nào. Hay cô Công rừng núi núi rừng, lính sư 4 sốt tưng bừng nơi đây, ai mà thoát được mới hay, đồng đội lập tức phong ngay anh hùng. Có thể nói mỗi chúng tôi cũng xứng đáng anh hùng lắm chứ. Cũng từng xông pha bao nhiêu trận chiến, dám chấp nhận vào sống ra chết bất cứ lúc nào khi đơn vị yêu cầu. Chịu bao gian khổ khó khăn, vẫn kiên gan bền chí, luôn sát cánh cùng đồng chí đồng đội để đánh đuổi quân giặc, đem lại yên bình, hạnh phúc cho mọi người dân lương thiện. Vậy đã đủ tiêu chuẩn anh hùng chưa? Nhưng mà nhiều anh hùng quá cũng không xong. Nhà nước lấy đâu ra nhiều huân huy chương để mà khen thưởng? Hơn nữa nhiều quá thì giá trị sẽ giảm đi, cho nên trong đơn vị phải bó đũa chọn lấy cột cờ đại diện là được rồi, phải không mọi người? Ngày 25 tháng 1 năm 1983, sư đoàn được nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Nhiệm vụ của tiểu đoàn trinh sát vẫn là trinh sát, nắm tình hình địch, bảo vệ sư đoàn bộ, phối kết hợp hoặc tăng cường cho các đơn vị khác khi cần thiết. Đội hình của sư đoàn được bố trí, sư đoàn bộ nằm trung tâm, cũng là trung tâm thị xã Cô Công. Xung quanh sư đoàn bộ có tiểu đoàn pháo binh, tiểu đoàn thiết giáp, tiểu đoàn hậu cần, vận tải, tiểu đoàn quân y, các phòng ban của sư đoàn, v.v. Các đơn vị trên lại được bảo vệ vòng ngoài là tiểu đoàn trinh sát. Tiểu đoàn trinh sát đóng cách sư đoàn bộ trên dưới 1 km. Các trung đoàn trực thuộc sư đoàn đóng quân theo yêu cầu trong tác chiến, nhưng trên cơ sở khi cần thiết phải ứng cứu được nhau, sư đoàn vẫn phải đảm nhiệm toàn bộ tỉnh Cô Công và một phần tỉnh Pusat. Thường các trung đoàn đóng quân cách sư đoàn bộ 15 đến 20 km, có khi trên 30 km. Đại đội tôi đóng quân nằm phía tây sư đoàn bộ, các trung đội cách nhau 150 đến 200 m. Toàn tiểu đoàn tạo thành một vành đai bảo vệ sư đoàn bộ. Dân Campuchia trở về thị trấn ngày một nhiều. Khi chúng tôi hỏi, họ cho biết trại tập trung của Pol Pot bên đất Thái Lan quản lý dân không chặt như trước. Nhân cơ hội đó, họ trốn về quê cũ. Đa số người dân khi về đây chỉ hai bàn tay trắng, ngoài vài bộ quần áo rách. Có ít người giấu được vài chỉ vàng. Họ hỏi chúng tôi đổi gạo. Chúng tôi hỏi đổi ra sao. Họ nói đổi một chỉ vàng lấy ba lon gạo. Mười chim mía đô bay ca pông ăn co. Chúng tôi cười nói, bộ đội Việt Nam không có gạo đổi. Trước những khó khăn của người dân trở về, sư đoàn chỉ đạo cho tất cả các đơn vị tập trung lại, làm nhà, sửa nhà, chữa bệnh cho dân, tiết kiệm khẩu phần ăn của đơn vị giúp dân chống đói. Trong thời gian này, tôi học tiếng của bạn rất nhanh. Nhờ vào giao tiếp hàng ngày, tôi là người chịu khó học nên vốn liếng tiếng Khmer cũng khá khá. Khi đơn vị của tôi ở đây, những lúc rảnh rỗi, tôi cùng mấy thằng trong trung đội hay xách súng là cả đi vô nhà dân chơi. Tôi kiêm y tá trung đội, được y sĩ tiểu đoàn phát cho một cái túi vải quân y để đựng thuốc thang, bông băng, dụng cụ y tế. Cái túi có chữ thập đỏ giữa, báo hiệu với mọi người rằng đây là y tá. Cơ số thuốc do quân y tiểu đoàn phát xuống đại đội phát xuống các trung đội. Lúc đó chủ yếu là thuốc sốt rét, có cả thuốc uống, thuốc tiêm, thuốc tiền gây mê có morphine, novocaine loại 5ml, atropine, mỗi loại vài chục ống, cùng một số loại thuốc trợ sức và bông băng gạc. Tất cả cũng một túi đầy, nhưng chủ yếu là bông băng gạc. Khi vô nhà dân chơi, tôi đeo túi này và đương nhiên luôn được trao đổi bằng các loại sản vật mà họ săn bắt được trong rừng. Khi thì con thỏ, lúc con gà, con chồn, mật ong. Nói tóm lại là nhờ có bảo bối, túi thuốc quân y nên lâu lâu trung đội có bữa ăn tươi. Một hôm, đơn vị được nghỉ truy quét. Tôi, thằng Hải, thằng Huy, thằng Trung rủ nhau đi cải thiện. Thằng Trung mới được bổ sung vào đơn vị lính An Giang nên nói gì cũng nghe, đi đâu tôi thưởng cho nó đi theo. Sau này tôi lấy nó đi trong nhóm trinh sát sang bên đất Thái. Từ khi bị lạc nhau, tôi không biết sau trận đó nó còn hay mất. Rất tiếc tôi chỉ biết nó ở tỉnh An Giang mà không biết nó ở huyện nào, xã nào. Đang đi, nghe tiếng gọi Puet, Puet, nghĩa là chú y tá, chú y tá. Tiếng gọi như van xin. Chúng tôi dừng lại, thấy một người phụ nữ chẳng 35-36 tuổi, dáng người gầy gò, tóc quằn tít, nước da đen nhẹm, bận bộ quần áo rách rưới đang tiến lại. Khi đến gần chúng tôi, hai tay chỉ chắp lại, đưa ra phía trước trong hơi thở hổn hển. Khi người dân Campuchia chắp hai tay giơ lên trước mặt người khác, thể hiện sự tôn trọng và cầu xin, rồi nói: "Puet ơi, cứu con tôi, xin cứu con tôi, nó bị bệnh nặng lắm." Tôi hỏi: "Nhà chị ở đâu, dẫn chúng tôi đi." Chị đi trước, chúng tôi theo sau. Ôi cái dáng siêu vẹo của chị làm tôi chạnh lòng nhớ đến mẹ tôi thuở nào. Mẹ tôi suốt một đời lam lũ nuôi 7 anh em tôi ăn học, cũng vào những ngày này của mùa này, giữ cái lạnh như kim châm vào da thịt. Mở sáng mai, mẹ tôi đã phải tranh thủ đi cắt gánh cỏ cho bò, làm sao để kịp giờ ra đồng cùng với bà con trong hợp tác xã.
Mùa đông lạnh giá, làm gì có nhiều cỏ để mẹ cắt cho nhanh. Rồi đến những ngày tháng 2, tháng 3 là những ngày giáp hạt. Mẹ với gánh bầu trên vai, chiếc đòn gánh oằn cong, đôi chân trần bám đất, gánh lên chợ tỉnh, xa cả 5-6 km. Trưa về, trong chiếc thúng có vài chiếc bánh đa. Gần trưa là tất cả anh em tôi đều ngóng mẹ về. Mới thấy mẹ ở đầu ngõ, cùng chạy ào ra rồi kêu lên: "Mẹ về, mẹ về." Mẹ cầm mấy cái bánh đa đưa tôi chia phần cho các em. Tôi đang chìm trong suy nghĩ thì nghe giọng nói của chị: "Nhà tôi đây các chú ơi." Tôi đưa mắt nhìn về phía trước, một cái nhà, đúng ra là một túp lều không hơn không kém, được dựng sau một cây xoài dại. Tôi nói: "Mấy thằng ở bên ngoài, tao vào xem sao." Khi chị đi vào, tôi lách vào theo, vì túp lều làm cửa ra vào quá nhỏ. Vào trong, nhìn thấy hai đứa nhỏ, đứa con trai lớn chừng 10 tuổi, đứa em gái chừng 7 tuổi. Cả hai gầy dơ xương, đang nằm trên chiếc sạp làm bằng cây nhỏ trên trải lá cây. Khi thấy tôi vào, nó đưa đôi mắt mệt mỏi, ngơ ngác ra nhìn rồi lại nhắm lại. Chị chủ nhà nói hai đứa bị sốt cả tuần nay, chị đã lấy lá rừng nấu cho nó uống nhưng bệnh tỉnh không hết. Tôi cúi xuống đưa tay kiểm tra thân thể chúng, đứa nào cũng nóng hầm hập. Lấy nhiệt kế ra đo, cả hai đều trên 40 độ. Tôi nói với chị chủ nhà đun nước, làm vệ sinh kim tiêm, tiêm thuốc trợ sức cho cháu. Sau đó phải cho uống thuốc sốt rét, vì theo mô tả của chị, triệu chứng sốt rét rất điển hình. Cả hai đứa đều trải qua 3 giai đoạn, nóng, lạnh, ra mồ hôi. Nhưng trước khi uống thuốc phải cho bọn trẻ ăn gì đó. Đưa mắt nhìn xung quanh túp lều, cả trong lẫn ngoài, tôi không thấy một vật gì có giá trị ngoài con gà mẹ đang kêu lục tục bới mồi cho bầy gà con. Tôi nói với chị, trước khi uống thuốc, chị nấu cháo cho hai cháu ăn. Chị nhìn tôi có vẻ e ngại rồi nói, nhà hết gạo từ lâu rồi, cả nửa tháng nay chị vô rừng đào củ mài về ăn thay cơm. Tôi bảo thằng Hải, thằng Trung, về ngay đơn vị nói anh nuôi cho ít gạo, ít mắm muối, cá khô. Nhớ lục trong ba lô của tao, còn một ít đường và hộp sữa mới được phát mấy bữa trước, chưa ăn hết đem về đây. Nước đã đun sôi, tôi lấy bơm tiêm, vệ sinh sát trùng, rồi tiêm cho mỗi đứa một ống Camphona, một ống B1. Chắc từ nhỏ đến giờ, hai đứa này khi đau bệnh không được dùng thuốc, vì khi tiêm xong vài phút sau, thấy chúng linh hoạt hẳn lên. Chờ hơn 20 phút, thấy trên tay cả hai thằng Hải và Trung đồ đạc lỉnh kỉnh. Chả là đợt vừa rồi, chúng tôi đi truy quét vào ngay cứ của bọn Pốt. Bọn Pốt bị bất ngờ tháo chạy, chẳng kịp mang theo thứ gì. Mấy thằng kỹ tính nhặt cả nồi niêu xoong chảo mang về. Ấy vậy mà giờ này thật là hữu ích. Vừa thấy tôi, thằng Trung nhanh nhẩu lên tiếng. Em về trung đội kể lại chuyện gặp chị Khmer, xin cứu hai đứa nhỏ đang bị bệnh và thuật lại hoàn cảnh của chị. Nghe em kể xong, chúng nó nhao nhao, đứa thì lục ba lô kiếm xem có gì cho không, đứa thì kiếm túi đựng gạo. Thằng Hưng nhập ngũ cùng đợt với nó, bắt em đem cả cái nồi nấu cơm với cái siêu đun nước. Nó giơ lên, tay dính đầy muội đen rồi nhe răng cười, trông thật đáng yêu. Chúng tôi trao lại tất cả những gì mà anh em trong trung đội đóng góp, kể cũng kha khá, khoảng 4 kg gạo, 3 hộp sữa, chừng 2 kg đường cát, một bịch nước tương, một bịch muối, ít con cá khô. Chừng này mà đem ra đổi vàng, ít nhất lúc đó cũng được 6 đến 7 chỉ. Khi pha sữa cho hai đứa uống xong, tôi cho chúng uống thuốc, rồi đưa thuốc cho chị chủ nhà và hướng dẫn cách dùng thuốc. Chúng tôi ra về trong tiếng cảm ơn không ngừng của chị. Trên đường về, thằng Hải nói lớn, xui thật, hôm nay đi không được gì, còn lỗ vốn. Nó nói vui thế, chứ tầm nó không phải thế. Tôi cười nói, thế mày không nghe các cụ xưa chả nói, cứu một người bị nạn còn hơn đọc 7 cuốn kinh à? Quân đội mình sang đây làm nhiệm vụ quốc tế, cứu dân tộc Campuchia khỏi họa diệt chủng. Ngoài việc đó ra, còn phải cứu đói, cứu bệnh chứ. Hơn một tháng trước, cán bộ sư đoàn chả không lên dây cót cho bọn mình là gì.
Tất cả im lặng trở về đơn vị, nhưng trong lòng ai cũng vui. Tôi nhớ trong kinh Phật có nói một câu đại ý: muốn tâm hồn thanh thản thì hãy làm việc thiện. Và câu nói trên theo tôi hoàn toàn đúng. Vì sau này, cả đến bây giờ, mỗi lần tôi giúp được một ai đó công việc gì chính đáng, tôi thấy rất vui. Mỗi ngày tôi và thằng Trung đều tranh thủ ghé thăm hai đứa bé. Tôi cho nó uống thuốc sốt rét bao vây, vì có rất nhiều chủng ký sinh trùng sốt rét. Một loại thuốc sốt rét chỉ đặc trị một loại ký sinh trùng, nhưng rất may nó uống đúng thuốc, kèm với thuốc trợ sức mỗi lần tôi đến thăm. Chỉ vài ngày sau, hai đứa hoàn toàn khỏi bệnh. Mỗi lần thấy tôi đến, hai đứa vui lắm. Và tôi không quên mang cho chúng lúc tỉ gói mì hai con tôm, khi tỉ phong lương khô, xin của anh em trong trung đội. Thấy cảnh mẹ quá con côi, tôi về bàn với anh Long trung đội trưởng, tập trung anh em chặt cây dựng cái nhà tạm cho mẹ con chị ta. Anh Tường là trung đội trưởng bị thương do đạp phải mìn lá khi đi truy quét. Tiểu đoàn điều anh Long từ đại đội 2 sang thay đã được 2 tháng. Anh Long báo cáo đại đội và ngay ngày hôm sau, hơn chục đứa chúng tôi vô nhà dân mượn dao, dựa, búa đi chặt cây. Cây chẳng phải chặt đâu xa, cứ những cây nào bằng bắp đùi trở xuống xung quanh nhà chị là chúng tôi phà ngã. Đội thợ bất đắc dĩ làm cũng nhanh ra phết. Chúng tôi làm nhà theo kiểu dân Bắc. 6 cây cột có chiều cao bằng nhau được chôn theo từng cặp một, mỗi cột cách nhau 2,5 mét. Chiều rộng trong từng cặp cột là 4 mét. Chôn 2 cây cột cao hơn 1,5 mét so với 6 cây cột kia ở giữa hai đầu, gác một cây ngang từ cây cột này sang cột kia. Các cặp cột, cây cột được liên kết với nhau bằng những cây nhỏ hơn cột chính. Từ các cặp cột hai bên đưa những cây nhỏ hơn lên cây ngang, hình thành khung nhà. Sau đó thì tùy ý mà bố trí cây cho khung nhà vững chắc. Xong khung nhà chính còn thiếu cửa ra vào, dễ thôi, chặt thêm một cây cao khoảng 1,8 mét, chôn sát với một cây cột gần giữa nhà, kiếm cây đà ngang chừng 1 mét gác lên, một ít cây que ngang dọc, thế là có cánh cửa. Cây rừng không thiếu, thích thì cứ đưa vào, tất cả được sử dụng bằng đinh. Đinh phải lên chốt xin đơn vị bạn thiếu gì, vì trên đó khi post chiếm được công sự của ta, không biết chúng làm gì mà đem theo đủ thứ các loại, trong đó có cưa, đục, đinh nhỏ, đinh to, vân vân. Khung nhà đã xong, còn vật dụng lợp nhà. Ngày hôm sau, chúng tôi đi chặt cỏ chanh. Đúng ra là đi cắt cỏ chanh, nhưng dân ở đây không ai có liềm hái. Thế là chúng tôi dùng những gì có thể, phát chặt ngang gốc, sau đó gom lại. Được cái cỏ chanh ở đây mọc cao cả đầu người, nên công việc cũng nhanh chóng. Thằng chặt cỏ chanh, thằng kiếm tre trúc, nẹp cỏ chanh. Đến chiều thì cái mái nhà đã lợp xong. Chúng tôi không quên làm thêm cho mẹ con chị 2 chiếc giường bằng tre trúc ghép lại. Mọi người đứng ngắm nhìn công trình thế kỷ của những kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng được đào tạo từ lò, trường trung học, cao đẳng, đại học quân đội ra. Lòng thấy rộn ràng vui, mặc dù các cây cột nhà đòn tay, rui mè, vỏ lột còn chưa sạch, tranh lợp cũng chẳng thẳng hàng, nhưng so với túp lều ghi trước thì quả là một ngôi nhà lý tưởng cho mẹ con của chị. Trung đội ra về trong tiếng Okun Kontop Việt Nam. Cảm ơn bộ đội Việt Nam với 2 hàng nước mắt lăn dài trên gò má gầy gò của chị. Khi tôi còn ở đây, thỉnh thoảng tôi cùng anh em trong trung đội ghé thăm mẹ con chị và không quên mang theo ít lương thực nhu yếu phẩm của anh em gom lại cho 2 đứa nhỏ. Giờ đây, mỗi khi nhớ lại những hình ảnh đó, trong tôi lại trào dâng những cảm xúc khó tả. Đó là cảm giác căm thù sự tàn bạo dã man của bọn Pol Pot, những kẻ đang tâm sát hại ngay cả những đồng bào của mình. Khiến cho họ sống mà không bằng chết, đó còn là cảm giác tự hào, sự thanh thản trong tâm hồn vì mình đã từng là người lính tham gia cùng quân tình nguyện Việt Nam, đã làm những việc có ích giúp đỡ cho những người dân Campuchia vô tội và giúp cho đất nước Campuchia được hồi sinh, thoát khỏi bàn tay vấy máu của bọn khát máu. Bọn Pol Pot tập trung kéo đến đánh ta chủ yếu từ khu vực giáp ranh giữa đất Campuchia-Thái Lan. Khi bị ta phản kích, truy kích, chúng lại rút sâu vào đất Thái. Với phương châm của ta,
phải tiêu diệt tận gốc xào huyệt của chúng. Trong thời gian này, các đơn vị trinh sát liên tục luồn sâu, kể cả vào đất Thái, nắm tình hình của chúng. Khi tổ chức luồn sâu, trông chúng tôi không khác gì dân Campuchia mấy, cũng bận quần áo như dân Campuchia, cũng khăn khẩm ma, quấn trên đầu, tóc tai không cắt bơm sờm. Lâu ngày trong rừng, phơi sương phơi nắng, nước da đen thui, chỉ mỗi tiếng nói khi phát âm lơ lớ như Việt Kiều Campuchia. Có một chuyện tôi không thể không kể lại, vì nghe có vẻ ly kỳ, khó tin nhưng là sự thật. Anh Mùi cùng tiểu đoàn trinh sát sư 4 quê tỉnh Hải Hưng, nhập ngũ năm 1977, giữ chức tiểu đội trưởng tiểu đội trinh sát. Vào khoảng trung tuần tháng 10 năm 1980, anh chỉ huy tiểu đội gồm tiểu đội phó cùng hai chiến sĩ luồn sâu vào căn cứ địch, nắm tình hình. Trên đường đi, bị trúng ổ phục kích của bọn Pol Pot, toàn tiểu đội bị chúng bắn chết. Duy chỉ còn mình anh sống sót. Bọn chúng bắt sống được anh, chúng không giết anh ngay, mà trói tay dẫn đi. Có lẽ trước khi giết anh, chúng dẫn anh về cứ để khai thác tư liệu. Theo anh kể lại, chúng có 4 thằng. Khoảng hơn 4 giờ chiều, trong rừng trời đã sâm sẩm, do ánh nắng chiều bị che khuất bởi cây cối. Đang đi, một thằng phát hiện ra tổ ong mật trên cây do mùi thơm tiết ra. Chúng súng lại và trong giây lát quên mất sự có mặt của anh. Anh nghĩ nó không giết mình trước cũng giết mình sau. Tốt nhất là làm sao để chúng bắn mình chết mà không bị hành hình theo kiểu thời Trung Cổ. Trong lúc chúng không để ý, hai tay anh co duỗi tới lui, anh đã nới lỏng được dây trói và nhắm hướng rừng chạy ảo vô. Nghe tiếng động, bọn chúng sực nhớ tới anh, rồi rượt và thi nhau bắn đuổi theo. Nhờ có rừng với sự cộng hưởng của ánh nắng tàn cuối ngày mà anh may mắn thoát chết. Hơn một ngày sau, anh tìm về được đơn vị khi hai tay vẫn còn dây trói. Cuối tháng 12 năm 1980, đại đội phân công cho tôi dẫn nửa trung đội luồn sâu nhằm nắm bắt tình hình của địch. Thời gian đi 4 đến 6 ngày quay về, từ đơn vị cắt đường chim bay đến địa điểm cần đến. Tính trên bản đồ 32 km, đi đường vòng trên 50 km là khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Cô Công, Pù Sát. Tôi lấy 7 đồng chí, trong đó có 2 lính mới cùng tôi đi làm nhiệm vụ. Trung đội trưởng ở lại, trang bị khi lên đường của mỗi người một ba lô đựng quân tư trang, gạo sấy, mấy phong lương khô đủ dùng trong một tuần. Thêm chiếc xanh tuyết thắt ngang hông mang lựu đạn, dao lê, bình tông đựng nước. Tôi dùng súng K-54 mượn của trung đội trưởng, chiến lợi phẩm thu được trong một trận đánh, giấu không báo cho cán bộ tiểu đoàn biết. Còn lại một người giữ khẩu M79 với bao đạn đầy đủ. 6 người mang súng AK bắn gấp, mỗi khẩu 300 viên đạn. Một thứ không thể thiếu, bản đồ, la bàn, giấy, viết. Trước khi đi, mọi người được quán triệt, nhiệm vụ chính là nắm tình hình của địch. Gặp địch phải tránh, nếu địch phát hiện, rút. Trừ trường hợp đặc biệt mới nổ súng. Vào một buổi sáng, cơm nước xong, chúng tôi lên đường. Trước khi đi, mỗi người không quên đem theo cơm vắt, khẩu phần ăn trong ngày. Trên đường đi, nơi nào rừng thưa, cắt đường, nơi nào rừng rậm, đi vòng. Càng đi vào sâu, phải càng cẩn thận, vì có thể chúng gài mìn hoặc chúng mai phục. Không chỉ có đơn vị tôi luồn sâu, rất nhiều đơn vị của ta cùng sang vùng đất giáp ranh Campuchia, Thái Lan. Bọn Pol Pot từng gài mìn, phục kích. 4 giờ chiều, trong rừng già trời đã nhá nhem. Nhìn trên bản đồ, theo đường chim bay, còn cách cứ của chúng 9 km. Chúng tôi dừng lại, ăn tối, nghỉ ngơi. Đi cả ngày, vừa đi lại phải vừa mở đường, ai cũng thấm mệt. Một giải pháp không ai phải canh gác là ngủ trên cây. Trời về đêm, ngủ trên cây có nhiều cái lợi, an toàn hơn dưới đất, rắn rết, muỗi ít hơn. Tranh thủ ăn xong, làm ngụm nước, mỗi người tự chọn cho mình một cây phù hợp. Thường là cây có chặng 3, leo lên, nằm nghỉ, ngủ. Giữa rừng núi mênh mông, chưa ngủ được mà chẳng ai dám nói chuyện. Cứ đi vài tháng liên tục như thế này, coi chừng quên mất tiếng nói. Mọi trao đổi gần như ra hiệu bằng cử chỉ hoặc ánh mắt. 6 giờ sáng, tất cả xuống đất. Qua một đêm ngủ thả ga, lấy lại sức, ai cũng linh hoạt trở lại.
Xúc miệng qua loa, ăn sáng xong, tôi đề nghị mọi người đã ngay sát nách địch phải hết sức cẩn thận khi tiến vào địa bàn của chúng, tuyệt đối giữ bí mật, không được hút thuốc, không đằng hắng, không ho, không phát ra tiếng động lớn khi di chuyển. Chúng tôi đi hàng một, người này cách người kia 12 đến 15 mét, nơi nào rừng rậm khoảng cách thu lại 5 đến 7 mét, mặt trời gần như đứng bóng, còn cách cứ của chúng khoảng 200 mét. Quan sát qua ống nhòm, vướng cây nhìn không rõ, tôi quyết định phải tiếp cận thật gần bọn chúng, lợi dụng bọn chúng đang nghỉ trưa sẽ lơ là trong việc canh phòng. Chúng tôi bò dần vào, khi cách chúng trên 100 mét dừng lại. Quan sát qua ống nhòm, thấy các dãy nhà của chúng làm ngay sườn đồi, nhà tiền chế, lập bằng tôn thiếc có, nhà lá vách lá có. Một toán lính đang bốc vác, không biết trong bao đựng gì. Tôi đoán có lẽ chúng đang chuyển gạo từ trên xe tải xuống. Quan sát thêm vài phút, lại thấy có cả phụ nữ, trẻ em. Mọi người đoán chắc vợ con của bọn lính. Tôi cho anh em rút ra, cách căn cứ địch chừng 500 mét, ém quân, chờ nửa đêm, lúc chúng ngủ say sẽ bò vào trong doanh trại nắm tình hình. Đến vị trí ém quân, cắt cử thay nhau canh gác, mọi người tranh thủ ngủ lấy lại sức. Khi mặt trời sập xuống, tất cả di chuyển dần ra bìa rừng. Không gì lâu bằng sự chờ đợi. Thỉnh thoảng tôi lại nhìn đồng hồ có ánh đèn pin che kín. Mãi mới đến 11 giờ 20 phút. Tôi ra hiệu cho anh em ăn uống trước khi xâm nhập vào căn cứ địch. 11 giờ 40, chúng tôi bắt đầu xâm nhập. Khi nhìn thấy ánh đèn dầu lờ mờ, đội hình hàng một bò vào. Theo như kế hoạch từ trước, trên đường đột nhập vào doanh trại của chúng phải di chuyển hàng một cách nhau trên dưới 10 mét để phòng chúng gài mìn. Khi vào đến doanh trại, chia ra hàng ngang cách nhau 10 mét, tiến sâu vào quan sát nắm tình hình của chúng về mọi mặt. Từ bìa rừng bò vào sát chân doanh trại của chúng, mất chừng hơn nửa tiếng. Vì vừa bò, vừa phải dùng tay rằm mìn, vừa nghe ngóng, động tĩnh. Nếu gặp chứng ngại vật, nghi ngờ là mìn, lại phải đổi hướng vào. Để đảm bảo an toàn, cũng như không mất thời gian, người trước và người sau liên hệ với nhau bằng sợi dây dù. Sợi dây lúc nào cũng phải căng ra, người sau cứ theo sợi dây dù của người trước mà tiến. Nếu để sợi dây trùng sẽ rất nguy hiểm vì bò lệch vị trí có thể vướng mìn. Mọi người lần lượt tập kết tại chân doanh trại của bọn chúng. Khi người cuối cùng tới nơi, tất cả cẩn trọng, dàn hàng ngang, bò vào. Tôi bò vào doanh trại của chúng chừng 15 mét. Đang quan sát xung quanh, bỗng nghe tiếng run, run, hét lên thất thanh. Run dùng để chỉ sự miệt thị dân tộc Việt Nam của bọn Pol Pot. Theo phản xạ tự nhiên, tôi lao về phía sau. Doanh trại của địch nhốn nháo, hàng loạt tiếng kêu run run. Sau chừng 10 giây là các loại đạn của chúng bắn ra xối xả. Tôi cứ thế vừa lăn, vừa chạy, vừa bò, vừa trườn trong làn đạn dày đặc của địch. Đúng là chỉ có đạn tránh người, chứ làm sao mà người tránh được đạn. Với đủ các động tác theo bản năng sống còn, tôi cũng không hiểu mình làm sao có thể thoát khỏi doanh trại của chúng ra đến bìa rừng cách chúng khoảng 80 mét. Tôi dừng lại chờ ngóng anh em. Súng đạn của chúng vẫn thi nhau bắn. Cũng may là ban đêm, chúng không dám đuổi theo. Kiểm tra lại người, lấy tay sờ soạng khắp cơ thể xem có bị thương hay không. Rất may, không việc gì, chỉ bị chảy xước do va quẹt phải gai góc cây cối. Kiểm tra quân tư trang vũ khí, chiếc ba lô đựng quần áo, mùng mền, gạo sấy, chiếc la bàn, ống nhòm và tấm bản đồ đã văng đi lúc nào. Khẩu K54, ba trái lựu đạn còn nằm trong xanh tuya. Rất tốt, vũ khí là quan trọng nhất. Không may gặp địch hoặc bị địch vây hãm, vẫn còn đồ chơi. Đó là viên đạn cuối cùng sẽ dành cho mình, hoặc trái lựu đạn cuối cùng chết chung với bọn chúng. Pol Pot không có chính sách tù binh. Nếu nó bắt được mình, nó không bắn mà hành hạ bằng mọi cách dã man nhất như lột da, khoét mắt, mổ bụng, moi gan lấy mật, cho đến chết. Vì vậy những người lính ở chiến trường Campuchia bao giờ cũng có vài trái lựu đạn trong người, phòng khi bất trắc. Chờ mãi vẫn không có ai quay ra. Lúc này ánh trăng cuối tháng đã sáng rõ, rất dễ quan sát. Không lẽ hy sinh hết rồi sao? Có thể lắm, vì tất cả đã vào sâu hơn 10 mét. Một là bọn lính gác phát hiện, hai là ban đêm chúng thức dậy đi vệ sinh, vô tình phát hiện.
Với mật độ đạn bắn ra như vậy, khó ai có thể thoát chết hoặc thoát được đã chạy thẳng vô rừng. Tôi bỏ dọc theo mép rừng để kiếm tìm và chờ thêm một tiếng đồng hồ nữa, không thấy ai. Tôi quyết định tìm đường quay về, tự mình định hướng cắt rừng. Bên ngoài rừng trời vẫn sáng, còn trong rừng trời tối om. Không xác định được phương hướng, không chừng đi loanh quanh lại chui đầu vào rọ của Pol Pot, quay ngược lại bìa rừng nằm chờ trời sáng. Mệt, rất mệt và lại khát, buồn ngủ, mắt cứ phải căng ra, chỉ cần nhắm mắt lại ít giây là ngủ ngay. Nghĩ đến cảnh ngủ quên, khi giật mình tỉnh dậy, thấy bọn Pol Pot trong tay 55 con dao đang cười hô hố. Chúng chuẩn bị thọc dao vào mạng sườn rồi leo lên bụng, dậm cho phòi gan ra, cắt lấy mật. Vì mình trông cũng béo tốt chứ không đến nỗi. Nghĩ tới cảnh ấy, ớn lạnh, rùng mình và mắt lại phải căng ra. Chờ mãi trời cũng rạng sáng. Tôi nhắm hướng đông mà đi, càng đi vào sâu trong rừng, càng như lạc trong bát trận đồ. Là bản bản đồ không có, khác chi người mù. Bụng đói cồn cào, khát nước, buồn rủn chân tay. Có lẽ nào mình sẽ bị chết khát và chết đói tại nơi đây. Bất giác tôi nhớ đến cha, mẹ, những đứa em tôi. Cha mẹ ơi, các em ơi, giữa rừng đại ngàn nơi xứ sở xa xăm, thân xác này sẽ bỏ lại nơi đây. Con thương mẹ chiều nay với mùa đông mưa phùn và cái rét cắt da cắt thịt. Nhưng bóng dáng liêu xiêu, chân mẹ vẫn lội bùn sâu cấy cày, tần tảo tháng ngày để nuôi các em con như những tháng ngày cơ cực mẹ từng nuôi con khôn lớn. Để rồi con sẽ chết tại nơi đây. Khi đồng đội báo tin con mất tích trên chiến trường ca, mẹ sẽ khóc, khóc cho đến lúc cạn khô nước mắt, không còn khóc được nữa. Cha không khóc, nhưng người thường lặng im bên ấm trà xanh và chiếc điếu cày, thỉnh thoảng lại được châm lửa, hút với tiếng rít xé gió và mơ màng, thả hồn theo làn khói thuốc. Nhờ gió sương gửi tới linh hồn đứa con côi cút đang phiêu dạt ở một nơi vô định nào đó. Những đứa em sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa và cũng không bị phạt đòn mỗi khi anh kiểm tra lại bài các em đã học. Vừa bước đi những bước thấp bước cao siêu vẹo, vừa chìm trong suy nghĩ, tìm về ký ức những ngày còn ở với cha mẹ. Nước mắt tôi cứ thế trào ra, làm cho cánh rừng phía trước cũng nhạt nhòa theo bước chân. Bỗng nghe tiếng chí chóe, nhìn lên thấy bầy khỉ đang thi nhau vào trái cây ăn. Như vậy là có thực phẩm chống đói, khỉ ăn được, mình ăn được. Lại gần gốc cây, bầy khỉ thấy tôi, nó dừng vặt trái, chăm chăm nhìn. Tôi giơ hai tay lên, chúng đua nhau nhảy sang cây khác. Cẩn thận quan sát xung quanh, leo lên cây, tôi bẻ vài trái, nhai ngấu nghiến cho đỡ cơn khát, rồi vặt từng chùm quăng xuống dưới. Cảm thấy đủ, thôi hái, xuống dưới. Thật là trời cứu hay bầy khỉ cứu, tôi không biết là trái gì, nhưng ăn có vị ngọt, hơi chua. Không phải trái bứa, do trái bứa tôi đã ăn nhiều lần. Tôi thưởng thức cho đến no vì không biết lúc nào mới tìm được đường về, và lại trong người không có gì để đựng được nhiều. Nghỉ 15 phút, nhặt trái cây cho đầy hai túi quần, hai túi áo, dắt một số nhánh có trái vỏ xanh tuyê, trên tay không quên cầm thêm. Khi rời khỏi đây, trái cây phải thật tiết kiệm, lúc nào quá khát mới được ăn, vừa chống đói, vừa chống khát, vì biết trong rừng liệu còn có may mắn lần sau. Tôi lần mò trong rừng sâu, cứ hướng đông mà đi, vì hướng tây là hướng ra biển vịnh Thái Lan. Nơi nào khuất mặt trời thì quan sát cây để xác định phương hướng. Cây phía hướng đông bao giờ cũng ít rêu và khô hơn hướng tây. Đây là kinh nghiệm của các anh đi trước. Tôi không biết mấy giờ, chỉ thấy trời dần sập tối, khu rừng vắng lặng. Lâu lâu vọng lại tiếng bìm bịp kêu, nghe sao não nề ai oán. Leo lên cây ngủ, ngày mai tính tiếp. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.